Anh vẫn chưa về à? Anh chưa. Anh có mua một chút đồ ăn, mình cùng ăn luôn nhá. Tranh thủ bàn chút công việc luôn. Dân y nhà mình ấy là muôn đời mắc bệnh tranh thủ mà. Hả? Em vẫn chưa đói lắm ạ. Thôi, em gan đi, ăn đi cho nó nhá. Phải ăn mới có sức khỏe được nhá. Xin lỗi, tôi có làm phiền hai người không? Chị thân với Kha lắm đúng không ạ? Ừ. Nói thật với chị, bọn em quen nhau cũng mấy tháng rồi. Mặc dù chưa ai nói lời yêu, nhưng cũng khá là gắn bó. Em có tình cảm với Kha. Rồi, chị hiểu rồi. Chủ đình tỏ tình với cái Kha nhà chị đi chứ. Dạ không ạ, em muốn cầu hôn với Kha. Cái gì? Cầu hôn á? Em có một chuyện muốn nói với chị, nhưng mà chị hứa là phải bình tĩnh nha. Hình như á, mụ Ngọc á đang giở trò gì đó chị. Em nói để chị đề phòng, chứ mụ ta xảo quyệt lắm đó. Cô ta định giở trò gì? Em nói đi. Thì mụ ta đang lừa mẹ với anh Minh chuyện con cái đó chị. Chuyện con cái gì? Chị không hiểu. Bà ta bịa ra chuyện con Chip là con của anh Minh. Đề nghị các phương tiện giao thông giảm tốc độ, nhường đường cho xe chữa cháy để làm nhiệm vụ. Con không thể nào bỏ đồng đội lúc này được. Vậy chắc là anh sẽ bỏ được mẹ anh đúng không? Những lúc em cần anh ở đâu? Bản thân anh thấy có lỗi với đồng đội khi để cho họ vất vả như vậy. Ngọc là mẹ của con gái anh, nhưng em và Quang mới chính là gia đình của anh. Tôi sẽ giành lại anh Minh bằng được. Thủy cứ chờ xem.